Rồi ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn đó. Nữ. Rồi mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Em tên là Hồ Quốc Quốc, quê quán là Quảng Ngãi. Hiện tại sinh sống ở Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Chuyên về nấu ăn, món hải sản. À, Quốc tức là Quốc là đầu bếp hả? Không, em chỉ trợ lý cho anh đầu bếp kia. Coi như em nấu được đúng không? Em nấu được. À. Như là bếp phụ ha? Bếp phụ. Dạ, dạ, bếp phụ. Bao nhiêu tuổi rồi? Phụ bếp, phụ bếp, bếp phụ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào dạ, em. Chào quý khán giả và dạ, em chào anh Quốc ạ. À. Dạ, em chào em. Tên là Nguyễn Lê Hoài My. Hôm nay em 34 tuổi. Trời ơi trẻ măng, nhìn tưởng là 24 à. Em quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện em ở đây luôn. Hiện nay đang bán tạp hóa tại nhà. Nè, mình kinh doanh gia đình mình trong gia đình mình luôn. Dạ. Em ở với ba mẹ hay ở với ai? Dạ em ở với bà ngoại và dì. À. Ủa bán ở đâu My? Dạ em bán ở bên đường Phan Văn Hớn này nè anh. Dạ. Ồ vậy quận 12 đi Bình Dương cũng dạ, gần á. Ngay ngay chỗ tới cầu á. Lá Thiêu là băng qua tới. Đúng rồi. Em hay uống cà phê đó. Ủa vậy đó hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của Quốc là gì? Kia điểm mạnh của em là em sống rất là hòa đồng với mọi người. Ừ. Em rất là thương người. Công việc thì em rất là kỹ lắm. Trong nhà hàng ai cũng nói là em là kỹ, sạch sẽ. Và người là sống thoáng. Làm cái gì cũng phải chắc chắn. Mà điểm yếu của em hay ghẹo người ta vậy. Ghẹo cho vui thôi. Ghẹo cho vui. Nhưng đúng mà người rồi. Ta công việc của em làm mà chưa có đạt thì em phải làm lại. Để bắt mấy đứa em làm lại người ta nói em khó. Vậy thôi chứ em làm nghiêm chỉnh trong việc làm ăn đúng dạ, không dạ. Còn ghẹo người ta không sao đâu, ghẹo vui thì nào tao chửi tao không ghẹo dạ, nữa dạ. Anh cũng hay ghẹo bị chửi hoài à. Có em có cái tật xấu gì không? Em hay coi phim phim gì là phim kiểu như là phim về kinh dị à. Phim Mỹ bắn ra súng à. Tật xấu coi phim tưởng đâu có dạ. Gì kinh dị không sao à, nhưng mà coi khuya quá như nhà mà phiền. Không sao, coi phim đó không sao đâu, nhưng mà coi kinh dị nhiều quá đầu óc mình nó cũng kinh dị lắm. Mai mốt em dạ. Bắt lên kiếm cái phim Đồng Tiền Xương Máu hay là Giao Thời để em coi. Thấy không, nó nhẹ nhàng nhá. Dạ, dạ, dạ. Rồi mời bạn nữ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em? Dạ ưu điểm của em là rất chân thành với mọi người. Ừ. Trong nhà thì có chuyện gì là em có mặt trên từng cây số. Ừ, nói chung là mình là sống là vì mọi người đúng không? Dạ. Vậy thì mình có cái yếu điểm gì không? Nóng tính lắm chị. À, hay mà như là làm cái gì sai á, mà thay vì như có những người góp ý một cách nhẹ nhàng thì em lại nói nè, ừ sai gì đó mốt đừng làm vậy nữa, tôi không thích vậy, coi như là để nó thẳng vô mặt ta dạ. Luôn vậy đó dạ, thẳng tính rồi. Quá không tốt đâu My ơi. Dạ dạ phải. Thì đó thầy cũng thẳng tính quá nên giờ mới ngồi đây nè anh. Không sao, cái đó em có thể là dung hòa với bạn gái được. Được rồi. Không sao. Ngoài cái đó ra còn biết cho những cái tài lẻ gì nữa không? Hát, thích đi hát ca cổ với chụp hình. Dạ yeah. Lên câu giọng yeah. Cổ thư coi My. Dạ yeah. Chơi luôn. Anh với chị với bạn với khán giả vui lòng bình tĩnh lắng nghe em hát. Bình tĩnh, rất bình tĩnh. Đám cưới đầu xuân hôm nay mọi người ai ai cũng đều vui tươi hớn hở. Nhà gái nhà trai vui đùa rộn rã, tiếng pháo rền vang vui vẻ tưng bừng. Cô bác gần xa nâng ly rượu chúc mừng. Ôi cảm xúc thiêng liêng trong ngày hôm lễ, bao cảm xúc chào dân một niềm vui khôn tả. Em học hát từ lúc nào vậy My? Hồi nhỏ thích đi nghe với ngoại rồi cái hát theo băng cassette thôi vậy. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ dạ. Nghệ sĩ cải lương em nào. Em đừng có nghe băng cassette đó nha, cái băng nó nhão khó học hát lắm. Dạ không, tại lỗi của em chứ phải lỗi của cái băng cassette. Được, lỗi của em. Sao Quốc, vui không Quốc? Thì vấn đề cái ca cổ giao duyên rồi đó, em cũng thường hay nghe thích. Nhưng mà thích hát không? Hát rồi đôi khi em vô karaoke biết hát được. Và cái giấy thử thử chứ. Lên câu giống bên kia. Như chưa từng có những phút lìa xa, giờ vương vai anh khóc hoài, như con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em từng đêm những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dần hết cho em. Quá dữ, quá dữ.
Dạ. Em gái thấy anh Quốc hát được không? Dạ hay hơn em nhiều. Hát hay hơn em. Em cũng hay nói nữa. Nói chung là hai bạn học chung thầy á. Rồi, tuyệt vời. Tình trường của em như thế nào? Dạ em thì có hai mối tình. Bạn trai đầu tiên không có tạo cho mình cái cảm giác an toàn khi ở bên bạn đó. Chứ bạn đã chở em mà phóng qua một cái ngã tư đầy xe tải. Và bên mình thì đèn đỏ, bên em là đèn đỏ. Bên người ta xe tải đang đèn xanh. Còn có mấy giây nữa là đèn xanh, người ta chuẩn bị chạy. Thì chỉ biết xe tải mà nó đâu có nhường ai. Xong họ, mọi người đã chở em bằng cái xe của em mà phóng một cái dèo. Rồi sao nữa? Xong mà xe tải thắng một cái két. Xong mà người ta lòi đầu ra, người ta chửi em. Xong em chửi người đó, mày chạy kiểu gì thế hả? Xong chia tay luôn. Dạ nhanh chóng rồi em đuổi mọi người đó xuống xe, rồi em lấy xe em chạy về. Rồi. Quốc, Quốc, mai mốt chở cô ấy chạy chậm chậm thôi nha. Thấy ba chạy xe rất là đàng hoàng. À, nếu mà có gì cô quay của nó mày chạy về hả mày? Quốc mấy mối tình Quốc ơi. Người mà thương yêu thật lòng là chỉ hai người thôi. Một người ở Sài Gòn là đường Chu Văn An. Một người cùng quê là Quảng Ngãi ở trên Bình Dương. Rồi, ủa rồi ở không bao lâu rồi? Ở không cũng được 8 năm rồi chị. Dạ còn mấy tháng nữa là được 10 9 năm, đó 9 năm. 9 năm mà chị. Sao ế là... tới mức mà tính tháng tính ngày luôn. Lý do tại sao ế dài đằng đẵng tới 9 năm? Tạp quá cũng nhiều người mua đồ lắm chứ. Dạ đúng rồi chị, nhưng mà cái chỗ của em á là người ta có cái quy định là chỉ có cho vợ chồng mướn thôi. Nên là tới mua tạp quá cũng là đàn ông có vợ không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ muốn bữa nay muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình á. Ngoại hình giống nghệ sĩ idol của lòng em. Vũ Linh. Ồ, anh Vũ Linh cải lương á hả? Chính xác. Bên bển giống Vũ Linh không? Bên đây không giống Vũ Linh, giống Vũ Nữ chút. Nhưng mà em phải dáng dốc này kia cũng giống Vũ Linh em gái hả? Dạ không, đời không như là mơ mà anh Linh. Rồi vậy giờ em muốn người sao em nói anh Linh nghe luôn đi. Giờ cái vụ như tính cách là giống ba em. Rất là thương vợ thương con, rồi biết đối nhân xử thế. Rồi. Người yêu của em cũng cỡ mấy 6 hoặc 65. Có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông? Vũ phu. Uống rượu mà giống như là không có kiềm chế á chị. Rồi đơn giản vậy thôi ha. Em trông cậy cả vào chị. Chào chị Cát Tường. Dạ. Đời không như là mơ. Dạ em biết mà, em biết đời không như là mơ. Mẫu người lý tưởng của anh sao? Bình thường á chị. Cỡ mà chị 10 thì mà bạn gái em cỡ 5 được 6 rồi. Mập ốm cao thấp thì gọn gọn như chị thôi được thôi. Bây giờ cưới về mình sống ở đâu? Mình nơi nào sống được, làm ăn được thì em sẵn lòng đến với cô đó thôi. Ở rể được không? Dạ ok luôn. Bắt rể không? Dạ bắt rể. Nuôi nổi không? Nuôi. Thì nuôi có luôn. Sẵn cái quán đó rồi hai vợ chồng cứ ăn cái quán đó thôi. Trời đất ơi, ăn rồi sập cái quán rồi sao trời. Anh không cần nuôi đâu em. Anh là một người nhạy cảm trong vấn đề ở Sài Gòn này. Anh rành đường xá đi buôn bán làm ăn dễ thôi, không có gì đâu em. Rồi tôi ủng hộ bạn. Dạ. Đời không như ước mơ nữa. Dạ em chào anh. Ước mơ chỉ là mơ ước. Ai càng gái dễ thương. Dạ, em chào anh. Nói chung là cũng tròn tròn tại bán quán mà. Nhìn dễ thương chứ không đến mức như giọng nói như nãy em tả đâu. Dạ. Em nghĩ rằng hai người hợp đó. Dạ. Nhưng nếu mà được thì anh bước tới em chấp nhận bao lâu? Cưới gấp đi anh, cưới gấp đi anh. Cưới gấp đi anh. Gấp hả? Em có dự định định tương lai em ngoài cái bán quán em còn làm gì nữa không? Nào giờ em chỉ biết buôn bán thôi à. Buôn bán là hợp với anh này đó. Dạ. Hợp lý đó. Dạ. Rồi, đàn trai thấy đàn gái cũng ok. Dạ. Hôm nay em đi với ai nè? Bà dạ, đúng không? Hôm nay em đi với bà ngoại, mẹ và dì Bảy. Rồi, con xin ngoại. Ngoại thấy cái chàng cháu rể tương lai của mình được không ngoại? Hiện giờ do nên hai cháu thôi. Nếu mà hợp tình, hợp lý thì tự mừng ăn, tiết kiệm từ từ mới có khá. Dạ. Năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Nay ngoại sắp 92 thôi, tính 91 đi. Trời. Để nói 92 là anh Giang hết ta. Dạ, con chúc ngoại sức khỏe nhiều nha. Dạ, chúc cô Cát Tường, chúng gần lên với chúc trong cuộc hợp này đều mạnh khỏe hết. Dạ, cảm ơn ngoại. Làm sao mà sống như bà ngoại được 91 tuổi đi. Chắc không nổi đâu ngoại ơi, chắc không nổi đâu ngoại. Con cũng mong tới đó thôi, giờ không biết nổi không. Cảm ơn ngoại. Dạ, cảm ơn ngoại. Rồi, em đi với ai Quốc? Dạ, em đi với cô Lan là cô ruột. Cô dạ. Như mẹ rồi. Chào cô. Chào chú Hoàng Linh, cô Cát Tường. Dạ. Quý khán giả. Tôi là cô của cháu Quốc. Thấy bên nữ cũng dễ thương. Và hay bên đồng ý hết thì tao táo nè đi đến. Dạ, cô đồng ý tán thành hả cô? Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Thank you.
có hoa tặng em. Dạ, chúc em tươi đẹp và như hoa. Dạ, em cũng có một món quà em tặng cho anh. Dạ. Dạ. Em nói trước hay anh nói trước? Anh nói trước. À, mới gặp anh em thấy như sao? Em nhận xét về bên ngoài anh trước nha. Dạ, anh trước rồi. Anh đẹp trai quá à. Anh đẹp trai quá à. Đẹp trai. Dạ, cảm ơn em. Nhưng mà đẹp trai không mang lại cho mình được gì đâu em. Phải có tài. Dạ, đúng rồi. Dạ, nói chung là đẹp thì chấm trước rồi. Dạ. Em thì cũng biết làm việc nhà. Rồi em cũng biết nấu ăn. Nói về anh thì anh rất, mọi người nhận xét anh là hiền. Thì năm nay 40 tuổi thì nói chưa yêu ai, chưa vợ thì nhiều người cũng sợ ông này giống BD. Nhưng mà anh là một người man, là đàn ông đích thực. Nhưng mà anh có duyên nhưng mà chưa có nợ. Cực quá anh cũng rất là rành. Anh có thể là về giao hàng cho em, rồi mở thêm một cái gì làm phát triển hơn nữa. Không có vợ không? Quan trọng nổi ảnh lần đầu tiên nhìn thấy em, cảm nhận em như thế nào? Anh cảm nhận về ngoại hình và tính cách của em như thế nào ạ? Em có sức khỏe. Có sức khỏe. Đó. Có hàm răng rất là đẹp. Dạ. Anh thấy em rất là dễ thương. Hồi nãy giờ anh nói, em nói chuyện bên kia giống như chắc là em một người già lắm, như là một cái cổ lỗ sĩ gì đó, đứng ca hát gì đó. Anh nghe cũng chưa có rõ mi lắm, nhưng mà thật ra nhìn thấy là cũng, đó là một người là thật thà. Thì anh là người miền Trung, em có ngại gì điều gì không? Dạ em không có ngại gì hết. Em có sẵn sàng về quê anh chơi để biết quê, biết nhà cửa ngoài đó không? Dạ thì nói chung là em cũng thích đi đây đi đó cho biết. Dạ. Quen nhau thì em chỉ muốn một điều duy nhất là như là cái giọng nói của mình thì dễ nghe một tí thôi. Dạ. À, nãy giờ anh nói tiếng Nam không? Dạ. Đúng thì không? Đó. Anh là dạ. người tiếng Nam mà anh vào trong bếp là anh nói tiếng Bắc. Dạ. Dạ. Kiểm tra lại tất cả mọi thứ, quyết định bằng chính con tim của mình. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nào. Nhìn nó cũng hơi so le chút xíu, nhưng mà về tính tình, về tất cả mọi thứ, về công việc, về tương lai, anh thấy các bạn rất là hợp với nhau. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ sớm hiểu nhau hơn và đưa ra quyết định một cách tốt nhất và gửi thư về chúng tôi nhé. À dạ rồi chị, thì em giới thiệu với chị, hôm nay sẽ có các anh chị biên tập sẽ phỏng vấn mình ha. Thì trong lúc phỏng vấn thì chị tập trung giúp em nha. À dạ rồi. Dạ, sao rồi chị? Em thấy chị hơi bị dạ rồi, chị đã ổn định chưa ạ? Dạ được em đây. À dạ rồi, ok chị. Dạ rồi, em mời các anh chị biên tập ạ. Dạ chào chị Oanh, xin thoải mái chia sẻ về những cái thông tin cá nhân của mình nhá. Để dạ. Bên nắm bắt được. Dạ cảm ơn chị. Mời. Dạ. Chị nhá. À dạ em nha, tên là Bùi Thị Thúy Oanh, năm nay 35 tuổi. Em sinh năm 1988. Anh mặc gì? À, là mình sinh sống tại Trà Vinh, xong mà làm việc tại Trà Vinh luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, chị Oanh có sở chụp cô gái như thế nào cơ? À, em là người tập tâm với công việc, khá là cẩn thận tình cảm, cũng vui vẻ và quan tâm người khác. Nhược điểm thì đôi khi em thấy tự tin, với lại có một chút bi quan. Đối với những cái vấn đề mới thì em cần thầy. Rồi, ok. Vậy thì trước đó những cái câu chuyện tình trường của chị như thế nào ạ? À, trước giờ chị đã từng có gia đình chưa? À, dạ chưa. À, vậy thì tình trường của chị mới tình rồi. À, có một mối tình là khoảng 2 năm, hơn 2 năm ạ. Mà cách đây cũng khoảng 6-7 năm rồi. Thì từ lúc đó tới giờ thì em
không có cái không có mối tình nữa. Có một mối tình duy nhất hả chị? Dạ, hồi trước thì lúc em đi học thì chỉ là bạn bè quan tâm nhau tí xíu thôi chứ không phải là người yêu, mà sau này em đi làm thì em mới có quen một bác tình chính thức. Sau khi mà chia tay người đó thì trong một về đây thì có tìm hiểu không? Và lý do cũng, cũng có nhiều người giới thiệu, nhưng mà em mới chia sẻ có thể là gặp em không chia sẻ được cũng quan điểm với mình, nên là cũng có một số người em tìm hiểu nhưng mà không có chúng ta. Thế cái mối tình mà 2 năm đó mà lý do lúc bạn em đi làm xa đó, rồi có lúc ra mặt cắt lòng, chứ có đợt em cũng bệnh đó, rồi có nhiều yếu tố, rồi nhưng mà chủ yếu là chắc là do bạn ấy đi xa cho nên là từ từ thì tình cảm nó cũng nhạt dần á, nên là xong rồi em thấy không ổn, em không thấy đợt em không phù hợp nữa, cho nên là trả tự do để bạn ấy quen được một người khác. Nhưng mà lúc đấy là anh ấy có người thứ ba không ạ? À? Hay là chị cảm thấy nhạt thôi? Lúc đó là em cũng có cảm nhận rồi, xong rồi em cũng có hỏi, rồi ảnh cũng thú nhận với em là anh cũng có tình cảm với một người khác rồi, tại vì lúc đó anh đi đi làm cũng xa, diện như xa mà cắt đồng đó, nên là em không có như thế. Rồi thế này là trong vòng bao nhiêu lâu nay là mình vẫn cô đơn đúng không ạ? Vậy dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ chị mong muốn chương trình sẽ tìm cho chị một cái người đàn ông như thế nào? Một người chững chạc, chân thành, biết quan tâm phù hợp về quan điểm sống, để cùng em chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống, có việc làm ổn định đẹp thôi. Lấy ở nếu mà ở trong đó thì em cũng không có thích đi xa. Nhưng mà nếu là anh đó mà cũng ở tỉnh Trà Vinh nhưng mà đang làm việc tại Sài Gòn á, thì cũng có nhiều trường hợp như thế thì có được không? Anh ấy là người Trà Vinh. Dạ được anh. Dạ. Rồi. Nếu mà người đàn ông mà có gia đình rồi thì sao chị? Đã từng đổ vỡ gia đình thì sao? Dạ chuyện đó thì cũng bình thường ha. Tại vì trong cuộc sống thì chuyện mà đã lập gia đình rồi đổ vỡ thì cũng là bình thường. Có thể là đó cũng là những người là có kinh nghiệm, hoặc là vì một lý do nào đó mà không hợp nhau, thì chuyện đó em cũng không quan trọng lắm. Nếu người đấy mà có con riêng rồi thì như nào ạ? Chị có ngại không? Có con riêng nhưng mà em không có biết là về có thể chăm sóc được cho bé không. Chắc phải hỏi lại để tìm bên kia. Dạ vâng, rồi. Dạ, dạ. Ok, cảm ơn chị Thúy Oanh nha. Thì ngày hôm nay thì chương trình có cuộc phỏng vấn nói chuyện với chị trước. Sau đó nếu mà tìm được người phù hợp lời kia thì bọn em sẽ có biên tập để mà liên hệ trực tiếp với lại chị sau nhá, để mời chị lên sóng. Dạ. Rồi. Ok, vậy là xong rồi chị. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Dạ, em cảm ơn anh. Giới thiệu nhanh về thông tin cá nhân của mình, tên tuổi, nghề nghiệp và công việc mà chị đang làm nhá, để mà biên tập nắm được thông tin của mình. Vâng, mời chị. Chị tên là Cù Thị Thương. Chị sinh ngày 25 tháng 7 1977. Quê chị ở Thừa Thiên Huế. Hiện tại chị đang ở
quận 12, phường Thành Lộc, phường Thành Xuân, quận 12. Và nghề nghiệp của chị là làm công nhân may mẫu, một công ty liên doanh của Singapore. Dạ vâng. Còn gì nữa không em? Dạ vâng. Dạ vâng, chị Thương thì có sở trường, sở đoạn gì nhở? Sở trường của chị Thương là gì? Sở trường thì chị không có gì sở trường hết trơn á em ơi. Có giỏi gì không? Nấu ăn này kia? Không. Nấu ăn ngon không chị? Không, nấu ăn không biết nấu ăn không được. Chị có tham gia chương trình văn nghệ trong công ty hay là tài năng gì không chị? Không luôn chị, chỉ có đi làm thôi chứ không có đó. Nhưng chị có giỏi về chuyên môn thôi, chuyên môn của chị. Ví dụ như công việc của chị, chuyên môn của chị thì chị sẽ giỏi về cái chuyên môn của chị thôi. Còn ngoài ra việc bếp núc là chị không có giỏi. Có thơ về, nếu mà như mà về gia đình của mình ấy, thì có dọn dẹp thường xuyên này kia, sạch sẽ, ngăn nắp gì không ạ? Thì cái đó thì có, chị thì người gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Chứ còn mà nấu ăn thì chị không nấu thôi, chứ còn tại chị ở một mình đó cho nên thì mấy bao nhiêu năm trời thì chị không nấu ăn, chị toàn ăn ngoài không, mà nên chị ít không nấu ăn luôn. Chứ còn nhà cửa dọn dẹp, nhà cửa thì dọn dẹp chứ, sạch sẽ, vui vẻ, hòa đồng. Mà thường ấy, mà lúc nào mà không đi làm ấy, được nghỉ ấy, thì chị ở nhà chị sẽ thường có những cái sở thích gì, chị có đi đâu không? Chị có làm thêm bên ngành bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm. Thì chị có hay lên công ty bảo hiểm mà hoạt động bên công ty bảo hiểm thôi, hoặc là ở nhà nếu như mà không có việc gì nữa thì chị ở nhà, chứ chị không đi chơi, không thích đi chơi, không thích đi đây đi đó. Dạ vâng, em muốn hỏi một chút về cái sở thích cá nhân nhưng mà xem có cái số vui gì không? Dạ. Thì chị chỉ có thích đi làm thôi chứ chị không có thích đi chơi. Nói chung là công việc mà chính của chị thì làm ở công ty đúng không? Công ty may đúng không? Nhưng mà dạ, về thứ bảy chủ nhật thì chị đang làm thêm ở công ty bảo hiểm và tư vấn bảo hiểm. Rồi. Dạ. Tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị nhỏ? Chị có một gia đình ly hôn được 13 năm rồi, có một cháu trai được 22 tuổi. Cháu nó đang làm ở Đà Nẵng. Nó không có ở với mẹ, nó ở Đà Nẵng, nó làm ở Đà Nẵng, nó ở ngoài đó luôn. Mà ly hôn năm nhiêu chị nhỉ? Năm 2010. Ly hôn 2010, lý do ly hôn? Lý do ly hôn hả? Ông chồng chị, ông theo gái. Ông theo con nhỏ đặt trong với ổng. Theo nhỏ. Rồi thế chị phát hiện ra cái là chị rớt luôn hả chị? Phát hiện ra là ông bỏ chị ông đi. Ông ra ngoài, ông chồng ra ngoài ở được khoảng một tháng á, xong rồi về là ông đưa đơn cho chị. Thì hai vợ chồng cũng nói chung là cũng dây dưa trong vòng mấy tháng, tới Tết á về quê là chị đưa đơn á, tại vì do ổng đưa đơn không được cho nên chị ký với ổng nhiều lần lắm, nhưng không có làm được, ổng không biết được làm gì được. Ổng về ổng năn nỉ chị là kêu chị nộp đơn dùm cho ổng, chứ chị ra là quê là nộp đơn ở quê á, hai chồng chị ở cùng một quê, cùng Huế luôn. Thế mà ly hôn đã được 12 năm rồi mà chị lại còn làm thêm bên ngành bảo hiểm nữa, thì chị có tiếp xúc với nhiều đối tượng này kia nhưng mà chị vẫn chưa có mở lòng à? Nói chung lại là mấy hồi trước chị có tìm hiểu được một vài người, chứ không phải là không tìm hiểu, thì qua tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm thấy không hợp nên chị thôi. Nhưng tại do chắc cũng do chị khó tính hay sao á, hay là nói chung lại là nhiều khi cũng chị suy nghĩ nhiều khi giống như kiểu mà duyên hết duyên hay sao á. Bây giờ thì chị muốn tìm cái mẫu người bạn trai như thế nào á, mà chị bản thân chị sẽ cảm thấy thứ nhất có là một người lớn tuổi một chút xíu, già thì về thì mình cũng có tin được.
thứ hai nữa là công ăn việc làm ổn định. Người đó sau này là sẽ có lương hưu giống chị. Tại vì chị làm công ty này cũng được 17 năm rồi, chị chỉ còn khoảng 3 năm nữa là chị sẽ chốt được hưu. Thì chị cũng muốn người đó, một quá thì là có hưu giống chị, hai nữa là kinh tế nó ổn định một chút xíu. Ví dụ như là có một công việc gì đó đúng không, thì giống như cái công việc đó sẽ là chủ của mình luôn. Ví dụ như là mở một cái tiệm gì đó hoặc là cái gì đó, nói chung là làm chủ kinh tế đó. Là có cửa càng tốt, tại chị cũng có nhà rồi, chị cũng muốn người có nhà có cửa rồi. Những người mà chị đã mua được nhà Sài Gòn đấy ạ. Chị đang ở phường 12 á, ở phường Thành Xuân á, ngay cầu Phú Long á. Ngay cầu Phú Long. Tôi mua nhà rồi. Dạ biết. Nhà chị ở ngay cầu Phú Long á. Rồi vâng thì ông. Hôm nay chương trình em biết sao, do chị cũng kén chọn nên thì thành ra những người mà họ không có nghề ngỗng gì, hoặc là họ kiểu mà nhiều chị thấy không công ăn việc làm ổn định, chị cũng không có chịu. Với lại là con cái họ còn nhỏ quá, chị cũng không có được, không chịu. Tại vì nhiều khi chị thích người lớn tuổi, tại vì sau này chị sẽ không có sanh được nữa. Mấy chục năm nay chị không sanh. 23 tuổi rồi lớn mình. Cái người có chị muốn, cái người đó là có con cái, họ vẫn trưởng thành rồi. Nó sau này chỉ về là hai người già thôi. Dạ rồi em hiểu rồi. Thì hôm nay là chương trình liên hệ với chị để trao đổi qua những cái thông tin để mà hiểu thêm về chị. Nếu mà hồ sơ của chị mà được chọn đó, thì ban biên tập sẽ liên hệ với lại chị nha, liên hệ làm nội dung kỹ cho chị. Thì những cái yêu cầu này kia của chị mà khắt khe thì là tụi em sẽ cố gắng tìm những cái người phù hợp với chị nha. Tại vì chị có tốt nên chị thành ra nó vâng cái này đúng, mà làm sao mà cái đấy là quan điểm của chị. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều nhá. Chỉ có gì thì bọn em sẽ liên hệ lại nếu mà có gì giúp chị nha em. Có gì giúp chị cảm ơn. Em chị nói như này, ví dụ như lâu một chút xíu cũng được, nhưng mà kỹ vào chứ hời hợt quá, hoặc là những người mà chị đó cũng không có chịu đâu. Chị ơi, cái này là tùy duyên thôi á chị Tuyết ơi. Quan trọng là có cái người tụi cần nhiều người, là chờ lâu cũng không có người phù hợp. Đó, nói chung là em thấy là cái này mình cũng tùy duyên thôi nha. Cho nên là có thông tin thì chương trình sẽ báo cho chị. Rồi, em cảm ơn. Dạ.